Mua Android TV Box Magic C giá siêu rẻ đến smartnew.vn. Mua màn hình máy tính giá rẻ nhất đến smartnew.vn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Dương Dê và mình là Admin Kha đây. Ok, thì hôm nay mình sẽ đánh giá chi tiết cái chiếc Redmi K30 này trong vòng 24 giờ sử dụng các bạn nhé. Tuy là chỉ trong vòng 24 tiếng như vậy thôi nhưng mà sẽ có rất là nhiều điều để đáng nói đó. Đầu tiên thì mình sẽ nói về phần thiết kế. Với cái tỷ lệ 20:9 cùng với đó là cái kích thước màn hình nó đã được phóng to ra là 6.67 inch thì cái tổng thể kích thước của chiếc Redmi K30 này nó sẽ hơi dài và to hơn so với cái chiếc Redmi K20 đợt tiền nhiệm. Phần viền bezel của Redmi K30 cũng có độ mỏng tương tự như là trên Redmi K20 thôi. Còn về phần nốt ruồi kép ở đây thì lúc đầu mình có cảm thấy là nó hơi khó chịu một tí, nhưng mà dần về sau thì nó cũng quen rồi. Nói chung thì cũng chỉ mất vài tiếng để não mình nó tự động nó bỏ cái cặp nốt ruồi này ra khỏi cái màn hình. Gần như là nó không ảnh hưởng gì nhiều đến cái quá trình mà mình sử dụng cả. Cũng chính là tại vì nó sử dụng cái tấm nền IPS cho nên nó không thể nào được trang bị cái cảm biến vân tay bên trong màn hình được. Điều này thì mình có thể hoàn toàn chấp nhận được thôi. Tại vì là cái phần cụm cảm biến khi mà nó được dời sang phía bên phải như thế này rồi thì thao tác nó cũng rất là nhanh và gọn, chứ nó cũng không hẳn là gây gì khó khăn cả. Vị trí đặt thì rất là hợp lý. Mặt sau của chiếc Redmi K30 này thì nó sẽ có cái dạng màu là Guardian với màu đỏ hồng như thế này, các bạn sẽ thấy này, đặc biệt là cực kỳ đẹp luôn, với cái hiệu ứng mà chuyển từ đỏ sang hồng. Cùng với đó là nó sẽ có cái cụm 4 camera được thiết kế cực kỳ lồi lên luôn, nhìn nó rất là thô và khó chịu. Tuy nhiên thì việc mà nó được đặt trong cái vòng tròn đồng tâm như thế này thì nó cũng sẽ giúp cho cái phần mặt lưng có vẻ khá là sạch sẽ của chiếc Redmi K30 này. Nó có một cái điểm nhấn đó, nhìn các chi tiết như thế này thì rất là hợp lý, không có gì để chê cả, ngoài cái việc là camera nó lồi lên rất nhiều so với bình thường, như là trên chiếc Redmi Note 8 Pro luôn các bạn à, cái khoảng vị trí mà nó lồi như thế này này. Nhưng mà không sao, lát nữa thì khi mà đến phần đánh giá camera thì mình sẽ nói là tại sao nó lại phải lồi như thế này đó. Điểm cuối cùng gây tranh cãi về cái phần thiết kế của chiếc Redmi K30 này đó chính là về phần khung viền. Các bạn sẽ thấy là mặc dù tuy là nó được làm từ nhựa nhưng mà đã được Xiaomi gia công và hoàn thiện rất là tốt. Nó cũng được mạ bóng tương tự như là kim loại vậy, nhưng từ xa là gần như các bạn không thể nào phân biệt được đây là khung viền kim loại hay là nhựa cả. Cùng với đó thì nó sẽ có những ưu điểm riêng khi mà các bạn sử dụng cái khung viền nhựa, đó chính là nó sẽ hạn chế tối đa cái việc tản nhiệt ở đây, tức là nó truyền nhiệt đó các bạn à. Nói tản nhiệt thì nghe nó giống như là nhược điểm một tí, nhưng mà đối với khi mà các bạn sử dụng tác vụ nặng, khi nó nóng lên nó sẽ không truyền sang những cái phần khung viền nhựa như thế này đó. Điều này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái cảm giác cầm nó thoải mái hơn khi mà nhiệt độ máy nó tăng cao. Cùng với đó thì chắc chắn rồi, với khung viền nhựa thì nó sẽ bắt sóng tốt hơn rất nhiều so với khung viền kim loại. Đây là điều đáng để đánh đổi, tại sao không cơ chứ. Còn về phần màn hình thì mình thấy rằng là đây là một sự kết hợp cực kỳ là hài hòa luôn, không có gì là thừa thải ở trên này cả. Kích thước màn hình lớn cùng với đó là có một cái mặt độ lên đến là 395 ppi, mặc dù là nó thấp hơn so với Redmi K20 là 10 ppi, nhưng cái chất lượng chi tiết nó cho ra là cũng là cực kỳ sắc nét, các bạn không thể nào mà soi được cái điểm rỗ trên cái màn hình như thế này đâu. Cùng với đó thì cái chiếc Redmi K30 này nó sử dụng cái tỷ lệ màn hình là lên đến 20:9, nó cũng sẽ giúp cho các bạn là hạn chế tối đa hai cái dải đen khi mà các bạn xem phim đó. Độ sáng vừa đủ chứ không quá cao đâu các bạn à, nhưng cái màu sắc trên cái màn IPS này nó lại bị ám hồng hơi nặng. Ở đây các bạn có thể dễ dàng thấy rằng là màu của chiếc Redmi K30 nó có vẻ là bị ám hồng và đục hơn so với màu trên cái màn của Redmi K20. Cái màn Super AMOLED ở thời điểm hiện tại nó đã cân bằng tốt như thế này cơ mà. Còn cái màn IPS thì sao? Có lẽ là trên Xiaomi họ vẫn có vấn đề gì đó với cái màn hình IPS này, chứ thật sự là mình đã trải nghiệm trên một số cái màn hình IPS khác từ trước đến giờ, gần như là nó chưa có cái màn hình nào bị ám hồng nặng như thế này. Đó, đó là điều mình hơi tiếc một tí. Thậm chí là khi mà mình chỉnh sang cái phần màu lạnh như thế này thì về cái phần màu nó cũng khá là chênh lệch so với cái phần màu bên cái chiếc Redmi K20 đây. Đó, độ sáng thì mình đã để mắt rồi các bạn nhé. Đây, để mắt rồi này. Đây là điều mà mình thấy là hơi tiếc trên cái chiếc Redmi K30 này. Rồi, thì màu sắc là cái phần điểm trừ lớn nhất trên cái chiếc Redmi K30 này, nhưng bù lại nó có tần số quét lên đến 120Hz. Ở đây thì một số bạn có thể là chê con này vì là cái tần số quét nó được trang bị trên này khá là thừa thải đúng không? Game thì chưa hỗ trợ, rồi lại còn tiêu tốn khá là nhiều pin nữa. Việc mà nó sử dụng cái tần số quét lớn như vậy ấy, thì với viên pin 4500mAh nó cũng sẽ tương tự như là những cái viên pin mà có dung lượng là 4200mAh hoặc là 4000 khi mà sử dụng tần số quét là 60Hz. Thì đây dù sao cũng là một cái phép so sánh, nó cũng sẽ tương đối thôi chứ không hẳn là chính xác. Ngoài việc cái chiếc Redmi K30 này nó có một cái màn hình to hơn này để xem sướng hơn, thì mình nghĩ rằng là Xiaomi họ cố gắng là kéo dài cái kích thước nó ra để có thể nhồi nhét thêm cái viên pin có dung lượng là 4500mAh như vậy. Đó, để bù lại cái thời gian sử dụng mà cái tần số quét 120Hz này nó tiêu tốn. Đây, nói chung là dù sao đây cũng sẽ là một cái thuyết âm mưu thôi, nhưng
cái tần số quét này nó không hẳn là thừa đâu các bạn ạ. Với 120Hz, đây là gần như cái điều mà các bạn sẽ tiếp xúc hàng ngày, từ cái thao tác là vuốt màn hình như thế này, sau đó là đến lướt Facebook này đó, rồi đọc báo, rồi tất cả những thứ, những cái thao tác văn phòng không phải là game hoặc là xem phim thì các bạn đều gần như là tiếp xúc với cái tần số quét 120Hz này rất là thường xuyên. Và với cái tần số quét cao như thế này, chắc chắn đây là một cái tần số quét của tương lai rồi. Rõ ràng thì việc và trang bị 120Hz ở thời điểm hiện tại là không thừa. Sang năm 2020 chắc chắn 100% sẽ đa số những cái game phổ biến ở thời điểm hiện tại đều có cái chế độ đó, chính là cho chọn FPS ở mức 120. Cái việc mà chúng ta trải nghiệm với tần số quét là 120Hz ấy, thì chắc chắn 100% là nó sẽ sướng gấp đôi so với màn có 60Hz rồi, đúng không nào? Còn về phần cấu hình thì chiếc Redmi K30 này nó sẽ được trang bị chúng ta con chip Snapdragon 730G. Và mình cũng chắc chắn 100% là trong tương lai cái chiếc Snapdragon 730G này nó không thể nào đáp ứng đủ cái tần số, cái FPS là 120 trên những cái tựa game phổ biến ở thời điểm hiện tại, ví dụ như là Liên Quân cũng như là PUBG. Khá là khó đó các bạn à. Nhưng rõ ràng thì đối với một người dùng bình thường như mình không yêu cầu quá cao về phần hiệu năng. Đó, đối với tựa game Liên Quân Mobile thì nó vẫn có thể để được ở mức cấu hình cao 60fps cộng với đó là chi tiết cao. Còn PUBG Mobile thì mình vẫn chơi được ở mức cấu hình mượt và 40fps cộng với đó tính năng khử răng cưa. Thì gần như là mình không có gì để chê về cái trải nghiệm trên cái con Redmi K30 này cả. Snapdragon 730G ở thời điểm hiện tại nó quá đủ đối với mình rồi. Còn để so sánh về cái việc là Snapdragon 730G nó có khác biệt hơn so với Snapdragon 730 không, thì thực tế nó không có khác biệt gì nhiều. Mình đã trải nghiệm rất là nhiều cái dòng máy mà sử dụng chip Snapdragon 730G cũng như là 730 rồi. Còn về camera thì sao? Trải nghiệm sơ qua thì trong điều kiện đầy đủ sáng, nó lấy nét tự động rất nhanh và chính xác, có chi tiết tốt cũng như là màu sắc cho ra là khá trung thực. So với thực tế thì màu nó không chênh quá nhiều. Màu sắc của con này thì theo tông lạnh, đây là một truyền thống mà từ trước đến giờ của Xiaomi rồi. Còn trong điều kiện thiếu sáng thì với camera thường, với chế độ ban đêm cũng thế, kéo sáng và giữ lại chi tiết rất tốt. Mình thấy rằng là nó lưu lại ảnh khá là lâu. Đây là điều mà mình thấy rằng là cái con chip Snapdragon 730G nó khiến mình phải khó chịu. Và ok, chế độ Night Mode thì nó tốt là thế, nó sẽ giúp cho chúng ta là kéo lại chi tiết cũng như là hạn chế được cái việc bị cháy sáng. Nhưng mà trong trường hợp này thì mình lại thích cái phần cháy sáng của cái bóng đèn LED trên cái bức ảnh cam thường hơn, nhìn nó sẽ nhẹ hơn so với bức ảnh chụp Night Mode, đúng không nào? Còn về ảnh 64MP thì sao? Thì mình thấy rằng là nó cũng sẽ lưu khá nhanh, hơn 1 giây cho một bức ảnh có một cái kích thước độ phân giải lớn như thế này là một điều hoàn toàn có thể là chấp nhận được. Cùng với đó là chất lượng chi tiết zoom ra cũng rất là ấn tượng. Macro cũng như là góc rộng thì nó cũng đã thể hiện được rất tốt trong điều kiện đầy đủ sáng. Macro thì có màu sắc trung thực, còn góc rộng thì có độ méo thấp. Tổng thể, cụm 4 camera trên cái chiếc Redmi K30 này được mình đánh giá rất là cao trong phân khúc tầm trung này. Và bây giờ thì mình đang test cái phần thu âm trên chiếc Redmi K30 này. Rõ ràng thì so với thế hệ tiền nhiệm là Redmi K20, chiếc Redmi K30 này đã được cải thiện về cái phần thu âm. Đó, đây là một tín hiệu vui cho những anh em nào là fan Xiaomi hoặc là đang muốn có một chiếc điện thoại thu âm tốt nhất trong phân khúc tầm trung. Rõ ràng thì với cái việc mà cải thiện như thế này, đây bây giờ cũng là cuối năm của 2019 rồi, thì hy vọng là trong năm 2020 sẽ không còn một chiếc điện thoại Xiaomi nào nữa bị chê về cái phần thu âm micro như thế này. Còn về phần pin thì sao? Tuy là chỉ được trải nghiệm trong vòng 24 giờ thôi, đó thì cũng không có thống kê hoặc là soi xét gì nhiều cả. Nhưng về cơ bản thì mình thấy con này nó khá là trâu, với viên pin có dung lượng là 4500mAh như vậy. Mặc dù có tần số quét là 120Hz nhưng mà mình thấy rằng là pin nó cho ra như vậy là cực kỳ là ấn tượng rồi. Nói chung đây cũng là truyền thống của dòng Redmi cho nên các bạn cũng không cần phải lo lắng lắm đâu. Tại vì là ngoài ra nó còn hỗ trợ sạc nhanh 27W nữa cơ mà. Còn gì mà để lo về cái phần thời gian sạc pin cũng như là thời gian sử dụng pin trên cái con này nữa nè, đúng không? Đó. Và hôm sau chắc chắn là mình hứa với các bạn sẽ có một video test pin với cái con Redmi K30 này trên channel của anh Dương Gia. Ok, như vậy là video đánh giá khá là chi tiết của mình sau khi mà đã trải nghiệm chiếc Redmi K30 này trong vòng 24 giờ. Đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau và đừng quên nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi những video mới nhất từ channel của anh Dương Gia nhé. Xin chào và tạm biệt.